gà pony thôi. Khô gà giòn pony, giòn rụm đã miệng. Nếu nói về cà phê, ai qua được của Kiến Quy? Ai qua được của Kiến Quy? Đúng, đúng. Chiến thành cà phê, đúng. Chiến thành cà phê. Many tic tacs later. Cà phê. Về đúng không? Cà phê, cà phê. Bọt trắng. Cái nhờ, cái nhờ. Nếu như anh uống cái này mà gọi là cà phê thiệt, em sẽ có thêm 5-7 tiệm nữa. Trời ơi. Còn nếu này là nước tương. Trời linh thiêng. Chết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trùng kinh nghiệm mà bây giờ như vậy luôn. Chết. Thôi anh không nói với sầu. Trời ơi. Rồi chơi tiền đinh. Cái chờ chờ. Trời ơi. Trời ơi. Uống 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 nước gì đó. Cái nước mắm. Nước mắm. Wow. Qua đi à. Qua không kích à. Hai ba để em phải diễn là hai ba. Trời ơi. Chết rồi đuối uống nước mắm. Liệm đi. Nước mắm. Hôm nay mặc đồ đẹp lắm chứ. Mắm gì mà cho một bàn ghê vậy? Nếu nói về cà phê, ai qua được của Kiến Quy? Ai qua được của Kiến Quy? Đúng, đúng. Chiến thành cà phê, đúng. Chiến thành cà phê. Nhưng đợt trước anh Giang có nhớ là bằng mắt thường chúng ta hãy phân biệt được cà phê và nước mắm. Nhưng lần này biên tập đã đúng vậy, đúng rồi. Vậy. Thực ra là các bạn thiết kế bây giờ đã thay đổi rồi. Tức là cà phê và pha từ một muỗng nước mắm thôi. Mình bỏ ra thì cái màu sắc sẽ y chang cà phê thiệt. Với lại mình nhìn về bọt đúng không? Bọt. Về bọt chắc chắn là cà phê sẽ bọt chứ nước mắm làm sao bọt? À, vậy ha. Trước mặt các bạn có 25 ly cà phê và 25 ly nước mắm. Rồi, rồi. Nhìn lại vậy. Lần lượt từng người sẽ chọn và uống. Nếu chọn đúng ly đầu tiên là ly cà phê sẽ được 1 tim. Chọn đúng ly thứ hai được 2 tim. Đúng ly thứ ba được 3 tim và cứ như thế. Nếu chọn nhầm ly nước mắm, lập tức dừng lại và cho thành viên khác chơi. Trong trường hợp bạn cố gắng uống hết ly nước mắm vẫn nhận được tim và uống tiếp. Không được. Cao huyết áp. Em có một bí quyết gì cho mọi người như thế này. Ừ, đó chính hay. Là bọt cà phê rất khó tan hơn bọt nước mắm. Nên những ngày nhiều bọt các loại cà phê. Bọt cà phê rất khó tan hơn bọt nước mắm. Nên những ngày nhiều bọt các loại cà phê. Wow. Rồi mời Lâm đầu tiên. Rồi mời Lâm đầu tiên. Lâm, đây. Lâm. Em trước hả? Lâm. Em trước hả? Nói chung là phải đó, uống. Đó, đó. Nói chung là phải đó, uống. Cứ hút thôi, hút thôi. Đó đúng rồi. Đó đó. Đó đó. Chăm. Anh bán cà phê mà. Được không? Anh bán cà phê yên tâm. Đó đó. Trời ơi phải không? Mặt có hay uống cà phê không? Không. Này cho nhau cà phê. Về đúng không? Cà phê. Cà phê. Bọt trắng. Cái nhờ. Cái nhờ. Cho nên vấn đề bọt ở đây là vô nghĩa nha. Ủa? Nha. Là anh thứ bảy hay là sao? Anh có biết thiệt không? Anh mở quán cà phê chi vậy? Hả? Em nói lại. Như vậy thì cái suy luận của em là sai. Để anh. Nè. Nó đây nè. Nó đây nè. Nó đây nè. Ghê quá cái gì vậy? Thưa quý vị, bây giờ không phải nước mắm mà là nước tương nha. Nước tương. Nước tương nha anh em ơi. Là anh sai luôn đó. Đấy là danh dự một bán cà phê. Cái bọt đó nó phải màu vàng nó mới đúng. Đây. 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 Được. Anh uống đi. Để Ngô Quy uống anh. Em nghĩ đi Ngô Quy uống. Đúng. Anh Giang được. Thùng quá. Anh phải tin em, làm sao hạ anh lớn được. Nếu như anh uống cái này mà gọi là cà phê thiệt, em sẽ có thêm 5-7 tiệm nữa. Trời ơi. Wow. Còn nếu này là nước tương. Đấy. Trở linh thiêng.
Chết rồi. Trời ơi. Ai trời ơi. Trùng kinh nghiệm mà bây giờ như vậy luôn. Chết. Thôi là gái không nói với sầu. Ăn khô gà pony thôi. Khô gà giòn pony giòn rụm đã miệng. Chưa nói với sầu. Để em nói là danh dự cho anh em. Anh em hả? Để, anh già. Anh vất vả rồi. Em ba, em vất vả rồi. Dạ. Để anh. Em mà cà phê pha nước tương kỳ ha. Đúng quá. Nãy giờ là một đây. Nãy giờ là một đây. Em nghĩ là cái này tại vì nó ọt mà. Ok, ok, ok. Ok đó, anh tin chắc là ok. Đây không còn á. Lại tổ cà phê, lại tổ cà phê. Hiện tại mình còn 23 ly có pha nước tương nước mắm rồi, nước tương. Nước tương. Rồi. Đó rồi. Rồi. Đó rồi. Được rồi, được. Có không? Ủa thêm xíu nữa, một xíu nữa. Hãy giúp đỡ mọi người thôi. Đây là cà phê. Hãy giúp đỡ mọi người thôi. Đây là cà phê. Hay quá anh ta. Uống hết đi. Cà phê mà. Cà phê. Dành ly này nha. Rồi. Dành ly này nha. Rồi. Đó, nước tương đó. Nước tương đó, đậm đặc luôn. Đó, đậm đặc luôn. Trời ơi hay quá. Cà phê luôn. Hay quá. Đây hay quá. Rồi nha, rồi nha. Tao chọn cho mình thì hay quá, chọn cho bạn kỳ vậy. Rồi. Tao chọn cho mình thì hay quá, chọn cho bạn kỳ vậy. Rồi. Tâm địa là phê nha, phê nha. Cà phê luôn nè. Nước tương nha. Nước tương nha. Nước tương nha. Nói rồi. Bày đặt. Đậm đậm hơn nha. Ra dẻ. Đậm hơn hả? Hiểu đi, hiểu đi. Đâu hiểu, em chứng tỏ là em đã lớn, trưởng thành sau cái chuyến đi này coi. Ai mà qua được anh Ngô Kiến Huy còn nói gì đây nè. Nói gì độ xui thì ai mà qua được em được. Đây. Em hay quá trời, hên quá trời. Hên là hên xui nha, cái đó đó. Thôi anh đừng có chỉ em, nãy giờ anh chỉ ai là chết người đó đó. Thôi em hên xui đi. Hên xui đi, 50-50 mà. 50-50 mà. Cà phê. Hay. Hay quá vậy. Hay quá hải lên em trai ơi. Không bằng đen. Trong hơn, đỏ hơn. Hiểu hiểu. Vậy em phải cho ánh nắng nó chiếu vô. Cho ánh nắng đi, chiếu vô cái bàn. Đó. Hiện hiểu 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 hiểu. Hiểu 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 hiểu. Ok là hiểu. Ok là không? Là tin anh. Em tin anh nha. Đỡ qua. Tin anh nha, em tin anh nha. Nãy anh. Hồi nãy em chưa có kinh nghiệm. Ủa chết. Ghê. Ghê quá à. Không, em rớt vậy nó tương rồi bay. Rớt phan. Trời ơi. Đây. Đừng có nghe lời anh. Thôi tự chọn đi. Tự chọn đi. Không ai có kiến, không ai có kiến thức đâu. Đúng rồi. Tự chọn đi. Không ai có kiến thức bằng chính bản thân mình. Đúng. Tôi không tin. Tôi không tin. Đông thân. Tôi không tin. Tôi không tin. Đừng cãi anh nữa. Em hút cái rột cho anh. Cà phê đó. Hút đẩy vô, đẩy vô. Em hút cái mạnh, hút cái rột cho anh. Cà phê đó. Hút đẩy vô, đẩy vô. Đẩy vô. Xuân đã đến rồi. Xuân đã đến rồi. Ủa sao mà ai cũng xuân vậy? Cãi không à. Ghê quá. Tấn. Thôi, ủa em tưởng em đổ luôn rồi chứ. Chị Minh Tấn. Mấy lần rồi nha. Đây nè anh Tấn. Đây nè. Để em được cuộc sống của hai em. Này em soi nè, hai này nè, hai này nè. Cuộc sống của em. Đây chính là cà phê nha, Tấn nha. Ông anh từ nãy giờ cũng đây chính là cà phê. Ông anh từ nãy giờ cũng đây chính là cà phê. Để trong nắng nè. Đây. Đây. Ủa lấy cái tường xì vui vậy? Thơm. Nè, trong bắt ơi mẹ. Không nào, không nào. Sao không thấy trong lắm ta? Mày lên. Sao không thấy trong lắm ta? Mày lên. Ok, ok. Tôi không biết anh muốn mua loại nào bên em. À, xin phép nha. Tôi xin phép, tôi xin phép, tôi xin phép mọi người. Mọi người. Mọi người. Ah!
nói tàu rồi. Nếu tôi nghe cãi cãi tôi, cãi tôi. Không kịp. Không kịp. Những thành viên nào đã uống được cà phê vui lòng đứng qua một bên. Trời ơi. Trời ơi. Trường Giang, Dương Lâm, Chris Phan sẽ chơi lượt thứ hai để chọn ra người đồng hành cùng Jennifer. Liên quy chỉ hoài. Cái đó Đức Tường. Cái này. Cái đó Đức Tường. Cái này nè. Này nước mặt. Đi về nè. Tường. Tường. Tường đó. Tường đó. Tường đó. Tường đó. Tường đó. Cầm lên rồi. Cầm rồi đâu có bỏ xuống đâu. Đức Tường rồi. Đức Tường rồi. Mùi rồi. Đức Tường đậm đặc. Nó nè Mùi. Để đây. Mùi ơi. Mùi. Để đây. Mùi. Để nè. Mùi nó đó. Mùi ơi. Ê nè. Ui nó đó. Đi 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 đi. Tao đi. Đi 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 đi. Tao đi. Đi 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 đi. Tao đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó đó. Nó đó. Tao đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó đó. Nó đó. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó đó. Nó đó. Đúng rồi. Đặt cái này không thấy được. Ủa sao giờ màu khác? Ủa sao giờ màu khác? Đậm quá vậy. Đặt cái này không thấy được. Ủa sao giờ màu khác? Ủa sao giờ nó vậy? Vô vậy. Vô vậy. Vô vậy. Đây, chắc okay. Chắn đứng thường luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ chơi một trò chơi. Rồi. Sẽ chơi trò chơi giấu cảm xúc. Ok. Quá đơn giản. Giấu cảm xúc nha. Giấu cảm xúc này là phải hút hết một ly mới giấu được. Mà chứ nhấp kiểu sao giấu. Hơi mạnh thì hơi mạnh nó mới giấu. Hơi mạnh. Hơi mạnh. Hơi mạnh nha. Hơi mạnh, mạnh nha. À, không, mà mình phải không, mà mình phải quay mặt vô nhau nữa kìa. Giấu cảm xúc, ai mình lộ cảm xúc đầu tiên không biết ban tổ chức là sẽ tính toán và thắng thua như nào. Nhưng trong anh em người đó là người thua cuộc. Chơi. Rồi. 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 Ok. Ok. Đồng ý. Một hút mạnh nha. Rồi. Lên. Của là có ba bột xà bông hay. 2 3 3 hút. 3 hút. Đó. Sao bọt nhiều vậy? Theo em biết cái bọt này phải là bọt cà phê rồi. Rồi, đổ cho nhau. Chết luôn. Đổ cho nhau đúng không? Đổ cho nhau vui à. Đổ kìa rít. Rít, đổi đi rít. Thì chùm quá vậy. Đổ cho nhau. Đổ cho nhau. Ly của Rick là Ray của Lít là tào lao nha. Lâm tào lao không? Không. Cà phê lâu hay lâu? Anh phải làm chính xác. Rick là người bị là cái ly đó. Nhưng giấu cảm xúc được. Quá à. Rạo tay cho Rick mang. Yeah. Sai gì làm đó kìa. Sai gì làm đó. Gieo mình. Chúc mừng Chris Phan đã nhận được vé đồng hành cùng Jennifer. Nó nữa. Hãy về đây với mẹ. Đàn ông mà vô tâm lý mẹ không? Không quên. Hãy về đây với gì? Trộn quá. Với mẹ. Mà đàn ông vô tâm lý gì mẹ đâu không ạ?